Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong chương trình này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và anh chị em bài tường thuật về buổi đi đàng thánh giá tại Vatican. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 21 giờ thứ 6 tuần thánh ngày 2 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Theo truyền thống, đàng thánh giá ngày thứ 6 tuần thánh được tổ chức tại đấu trường Roma Colosse. Truyền thống đi đàng thánh giá trọng thể tại đấu trường Colosse đã được người Công giáo Roma thực hành trong nhiều thế kỷ, bắt đầu từ thế kỷ thứ 18 dưới thời Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 14 và được hồi sinh vào năm 1964 bởi Thánh Giáo hoàng Phaolô đệ lục. Từ thời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosse cũng trở thành một sự kiện được truyền hình trên toàn thế giới. Tiếc thay do những hạn chế liên quan đến đại dịch coronavirus, đây là năm thứ hai đàng thánh giá tại Roma phải diễn ra rất lặng lẽ tại quảng trường Thánh Phêrô. Truyền thống viết các bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá tại Colosse khác với những bài nguyện ngắm như trong các kinh bổn thường đọc đã được bắt đầu với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1991. Văn bản các chặng đàng thánh giá ngày thứ 6 tuần thánh tại Colosse phản ánh cái nhìn của giáo hội Công giáo trước thực trạng văn hóa, xã hội và luân lý trong xã hội đương đại. Nó cũng nêu bật tình trạng bị bách hại của các Kitô hữu trên toàn thế giới, tình trạng bất công, những khổ đau của người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhiều bài suy niệm đã đi vào lịch sử như những áng văn chương tuyệt tác, như bài suy niệm 14 chặng đàng thánh giá tại Colosse vào năm 2007 của Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Di sản Văn hóa của Giáo hội. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, đàng thánh giá trọng thể này được Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại thềm đền thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên, truyền thống viết các bài suy niệm khác với những bài nguyện ngắm như trong các kinh bổn thường đọc vẫn không thay đổi. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn một nhóm hướng đạo từ miền Trung nước Ý và những đứa trẻ từ một giáo xứ ở Roma để chuẩn bị các bài suy niệm cho các chặng đàng thánh giá. Hôm thứ Ba 23 tháng 3, phòng báo chí tòa thánh đã thông báo rằng nhóm hướng đạo Acesi Foglino đệ nhất ở Umbria gồm 145 thanh niên trong độ tuổi từ 8 đến 19 đã soạn các bài suy niệm cho đàng thánh giá năm 2021. Một nhóm bổ sung khoảng 500 trẻ em từ các lớp giáo lý rước lễ lần đầu và thêm sức tại giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma cũng đã giúp chuẩn bị các bài suy niệm. Mỗi chặng trong số 14 chặng cũng sẽ kèm theo các bức tranh của các thanh thiếu niên sống tại các mái ấm Mater Divini Amoris và Teto Casal Fattoria ở Rome. Mái ấm gia đình Mater Divini Amoris được điều hành bởi các nữ tu dòng nữ tử tình yêu Thiên Chúa và hiện đang trông coi 8 trẻ em từ 3 đến 8 tuổi. Mái ấm gia đình Teto Casa Fattoria là một tổ chức hợp tác xã hội hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên trong việc phát triển và xây dựng một dự án cuộc sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, giờ đây Đức Thánh Cha làm dấu bắt đầu buổi đi đàng thánh giá. Thank you.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rằng ngay cả trẻ em cũng có những cây thánh giá, không nhẹ hơn cũng không nặng hơn của người lớn. Nhưng chúng là những cây thánh giá thực sự, gây ra những cảm giác nặng nề ngay cả vào ban đêm. Và chỉ Chúa mới biết điều đó và quan tâm đến điều đó một cách nghiêm chỉnh. Chỉ có Chúa. Chỉ có Chúa mới biết trẻ em khó khăn như thế nào để học được cách không sợ bóng tối và cô đơn. Chỉ có Chúa mới biết rằng các em khó khăn như thế nào khi không thể kiềm chế bản thân và thức dậy ướt đẫm mồ hôi mỗi sáng. Chỉ có Chúa mới biết các em khó khăn ra sao khi không thể nói năng lưu loát như những người khác, suy nghĩ nhanh và hành động đúng. Chỉ có Chúa mới biết những đứa trẻ ngỡ ngàng như thế nào khi chứng kiến cảnh cha mẹ chúng cãi vã, đóng sầm cánh cửa và không nói chuyện với nhau trong nhiều ngày. Chỉ có Chúa mới biết các em khó khăn như thế nào khi bị người khác chế giễu và nhận ra rằng chúng bị loại khỏi các nhóm bạn. Chỉ có Chúa mới biết nghèo khó nghĩa là gì và nỗi buồn khi phải từ bỏ giấc mơ có được những gì bạn bè đang có. Chỉ có Chúa biết rằng trẻ em khó biết chừng nào để có thể giải thoát khỏi một bí mật khiến chúng bị tổn thương, không biết nói với ai vì sợ bị phản bội, bị buộc tội hoặc không được tin tưởng. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa cũng đã từng là một đứa trẻ như chúng. Chúa cũng chơi đùa và có lẽ đã té ngã và bị thương. Chúa cũng đã đến trường và có thể một số bài tập về nhà không diễn ra tốt đẹp. Chúa cũng đã có cha có mẹ và Chúa biết rằng trẻ em ngày nay đôi khi không muốn vâng lời khi được yêu cầu làm bài tập, đổ rác, dọn giường và dọn dẹp phòng ngủ. Chúa cũng đã đi học giáo lý và cầu nguyện, và Chúa biết rằng không phải lúc nào trẻ em cũng đến đó với nhiều niềm vui. Lạy Chúa Giêsu nhân lành của con, Chúa biết trên hết rằng trên thế gian này có những trẻ em không có thức ăn, không được học hành, bị bóc lột và buộc phải ra trận. Xin Chúa giúp họ mỗi ngày vác thập tự giá của mình. Xin giúp các em ngày càng trở nên tốt hơn, được như thánh ý Chúa muốn. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con biết rằng Chúa luôn gần gũi với các em và Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng, đặc biệt là khi chúng sợ hãi. Và Chúa đã sai thiên thần hộ mệnh bảo vệ và soi sáng các em mỗi ngày. Amen. Kính thưa quý vị và anh chị em, giờ đây Đức Thánh Cha làm dấu bắt đầu buổi đi đạt thánh giá. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa. Chặng thứ nhất, quan Phong-si-ô Phi-la-tô luận giết Chúa Giê-xu. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-xu nên lại lên tiếng một lần nữa, nhưng họ cứ một mực la lớn: đóng đinh nó vào thập giá. Ông Phi-la-tô quyết định chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-xu thì ông trao nộp theo ý họ muốn.
Khi con học lớp 1, Marco, một đứa trẻ cùng lớp với con, bị đổ lỗi đã ăn trộm đồ ăn vặt của bạn cùng lớp. Con biết đó không phải là sự thật, nhưng con im lặng. Đó không phải là vấn đề của con. Và sau đó mọi người quyết liệt cho rằng anh ấy là thủ phạm. Tại sao con lại phải can thiệp? Mỗi khi nghĩ lại con vẫn thấy xấu hổ, thấy đau đớn cho hành động đó của mình. Lẽ ra con có thể giúp người bạn này của mình nói lên sự thật và giúp thực thi công lý. Nhưng thay vào đó, con đã cư xử như Pilato và con muốn phớt lờ điều đó. Con đã chọn con đường thoải mái nhất và rửa tay sạch sẽ. Hôm nay, con hối hận vô cùng. Con muốn có một chút can đảm, làm theo trái tim mình và giúp đỡ người bạn của con đang gặp khó khăn. Đôi khi chúng con chỉ nghe thấy tiếng của những kẻ thực thi và mong muốn điều ác. Công lý là một con đường thăng trầm với những trở ngại và khó khăn. Nhưng chúng con có Chúa Giêsu ở bên cạnh, sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ chúng con. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim đơn sơ và chân thành, để con có đủ can đảm và sức mạnh để có thể bước đi theo đàng công chính của Chúa. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, xin ban thần khí Chúa và sức mạnh cho chúng con. Vì chỉ như thế, chúng con mới có can đảm làm chứng cho chân lý của Chúa, cho con đường công lý và hòa giải. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ xưa đứng bên thánh giá thăm thương, thấy con đơn đau mẹ nát gan vàng, đôi dòng nước mắt tuôn ròng ròng. Biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi mẹ đau khổ suy nào cùng. Chặng thứ hai, Chúa Giêsu vác thánh giá. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Những kẻ canh giữ Đức Giêsu nhạo báng đánh đập người, chúng bịt mắt người lại rồi hỏi rằng: nói tiên tri xem ai đánh ông đó. Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến người. Trong lớp, chúng con thay phiên nhau đọc to chuyện con chim hải âu và con mèo. Khi đến lượt Martina, cô ấy bắt đầu nhầm lẫn các chữ cái với nhau và do đó câu chuyện trở thành vô nghĩa. Hết chữ này đến chữ khác, con bắt đầu cười khúc khích và tất cả những bạn khác cũng làm theo. Con vẫn nhớ Martina mặt đỏ bừng, giọng nói đứt quãng và đôi mắt rưng rưng. Có thể chúng con không cố ý cười cô ấy, nhưng chúng con đã gây ra cho cô ấy bao nhiêu đau đớn bằng tiếng cười của mình. Bách hại không phải là một ký ức xa xăm đến tận 2000 năm trước. Đôi khi một số hành động của chúng ta có thể trở thành một lời phán xét, làm tổn thương và chà đạp anh chị em mình. Đôi khi làm cho ai đó đau khổ có thể khiến chúng ta có chút thích thú, bởi vì đằng sau những đau khổ đó, chúng ta đã che đậy những bất toàn của chính mình. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta yêu, và trong tình yêu của người, chúng ta tìm thấy câu trả lời cho mọi đau khổ.
chúng ta phải sẵn sàng làm mọi thứ để không làm hại người khác, để làm điều tốt cho họ. Lạy Chúa, không có gì có thể ngăn cách chúng con khỏi tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương những anh chị em kém may mắn của mình. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã sai Chúa Giêsu đến trong thế gian và vâng phục cho đến chết. Xin ban cho chúng con sức mạnh của đức ái để can đảm vác thập giá của chúng con. Xin ban cho chúng con hy vọng của Chúa và cho chúng con biết cách nhận ra Chúa ngay cả trong những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời chúng con. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa tràn hòa. Ôi mẹ đau khổ suy nào cùng. Chặng thứ ba, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Sự thật, chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Năm lớp 5, môn toán là môn con học giỏi nhất. Con làm xong bài kiểm tra trong vài phút và con chỉ biết một kết quả duy nhất, xuất sắc. Lần đầu tiên khi con đọc thấy thầy giáo phê thiếu sót, con cảm thấy mình là hư vô. Con cảm thấy sức nặng của một thất bại bất ngờ. Con cảm thấy cô đơn và không ai an ủi con. Nhưng khoảnh khắc đó đã khiến con trưởng thành hơn. Ở nhà bố mẹ con đã an ủi con và khiến con cảm nhận được tình yêu của họ. Con đứng dậy và tiếp tục học tập. Hôm nay con biết rằng mỗi ngày chúng con đều có thể bị chùng bước và chúng con có thể gục ngã. Nhưng Chúa Giêsu luôn ở đó để chìa tay ra cho chúng con, gánh vác thập giá của chúng con và thắp lại hy vọng trong chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã ngã xuống dưới sức nặng cây thập tự giá lớn mà Chúa đang vác. Con cũng thường bị ngã và bị thương. Xin Chúa giữ con vững bước trên con đường của con và cho con sức mạnh để mang vác những gánh nặng của con cùng với Chúa. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gánh vác những đau khổ của chúng con và đưa chúng lên chiếc giá treo cổ, nghiền nát và sỉ nhục. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con dưới sức nặng thập giá của chúng con. Đôi khi chúng dường như quá nặng nề đối với chúng con. Chúa là đấng hằng sống, hằng trị, muôn đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nào ai chẳng cùng than khóc thầm thương với Maria mẹ Chúa thiên đàng, trong giờ con Chúa mang cực hình. Chặng thứ tư, Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác thánh giá. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng rất thánh giá
mà chuộc tội cho thiên hà. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo." Khi nghĩ về mẹ, con nhìn thấy khuôn mặt nhân hậu của mẹ. Con cảm thấy hơi ấm từ những cái ôm của mẹ, và con nhận ra tất cả tình yêu của mẹ dành cho con. Mẹ đồng hành với con ở mọi nơi, tập đá banh, học tiếng Anh và học giáo lý vào các sáng Chủ nhật. Vào buổi tối, dù mệt nhọc, mẹ vẫn giúp con trong khi con làm bài tập về nhà. Và khi con gặp ác mộng vào ban đêm, mẹ ngồi cạnh con, xoa dịu con và đợi con ngủ tiếp. Nếu con có vấn đề, nghi ngờ hay có những suy nghĩ không hay nào đó, mẹ luôn sẵn sàng lắng nghe con với nụ cười của mình. Và trong những giây phút tồi tệ nhất, con không cần nói thành lời, chỉ cần một cái nhìn, mẹ hiểu ngay và mẹ giúp con vượt qua mọi đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con xứng đáng được Đức Maria, mẹ thiên đàng ôm ấp vào lòng. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, xin ban cho chúng con gặp được ánh mắt yêu thương của mẹ Maria, để mỗi người chúng con, khi thoát khỏi sự cô đơn nội tâm của mình, có thể yên nghỉ trong vòng tay từ mẫu của mẹ, đấng trong Chúa Giêsu đã ôm ấp và yêu thương mọi người. Chúa là đấng hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nào ai chẳng cùng than khóc thảm thương với Maria mẹ Chúa thiên đàng, trong giờ con Chúa mang cực hình. Chặng thứ năm, ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simon, gốc Kyrene, đặt thập giá lên vai cho ông, vác theo sau Chúa Giêsu. Trong suốt mùa hè, con chơi với bạn bè cùng xóm trong công viên trước nhà. Từ vài tháng nay, chúng con đã có một người hàng xóm mới, có một cậu con trai bằng tuổi con. Nhưng anh ấy không chơi với chúng con, thậm chí anh ấy không hiểu rõ ngôn ngữ của chúng con. Một ngày nọ, con nhận thấy rằng anh ấy đang quan sát chúng con từ xa. Anh ấy muốn chơi với chúng con lắm, nhưng anh ấy không đủ can đảm để hỏi. Con đến gần anh ấy. Chúng con giới thiệu bản thân mình và mời anh ấy chơi một trận bóng với chúng con. Walid đã là một trong những người bạn tốt của con kể từ đó và là một thủ môn cho đội của chúng con. Nhìn một người từ xa, đầu tiên chúng ta nhận thấy hình bóng. Sau đó chúng ta hiểu người đó là nam hay nữ. Và từ từ các chi tiết trên khuôn mặt người ấy hình thành. Nhưng chỉ khi nhận ra người ấy là anh em, chúng ta mới mở lòng đón nhận. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chào đón với tình yêu thương tất cả những anh chị em cô đơn và bị gạt ra ngoài lề mà chúng con sẽ gặp
trên đường đời của mình. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa trong những người rốt cùng chúng con gặp trên đường đời. Xin ban cho chúng con lòng can đảm và niềm hạnh phúc khi cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho khách đổ nhà, cho kẻ rách rưới ăn mặc và chăm sóc những người đau yếu, gặp gỡ và tiếp đón Chúa trong những người anh chị em của chúng con. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Người ơi hãy trông mẹ Chúa Giêsu dưới cây khô đau tâm trí tham sầu. Sao lòng trai đã không buồn rầu? Chặng thứ 6, bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lột mặt. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy giờ, những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Hôm đó, con phải chơi trận đấu quan trọng nhất của giải đấu. Đó là cơ hội để thể hiện tất cả các kỹ năng của mình. Trong phòng thay quần áo, con đã bị nao núng và cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi bước vào sân, con thấy giữa các khán giả Marco, người bạn thân nhất của con, người mặc dù không yêu túc cầu, đã đến đó để ủng hộ con. Đó là lần đầu tiên anh ấy đến xem con thi đấu, và thật không may, chúng con đã thua cuộc. Khi đang tắm, con buồn và nản lòng. Nhưng khi rời khỏi phòng thay quần áo, con thấy bạn mình, anh ấy đã đợi con với ly nước cam trên tay. Chúng con đã dành thời gian bên nhau, và vì thế, giờ khắc đó và ly soda cam đó khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Thất bại đã trở thành một ký ức bớt cay đắng hơn. Một cuộc gặp gỡ, một cái nhìn, một cử chỉ có thể thay đổi một ngày của chúng ta và lấp đầy trái tim chúng ta. Trong khuôn mặt đau khổ của một người bạn hoặc thậm chí của một người lạ có khuôn mặt của Chúa Giêsu, người đi cùng con đường với con. Vấn đề là liệu con có đủ can đảm để đến gần không? Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được nhìn thấy ánh mắt của Chúa trong lúc khó khăn, để con có thể tìm thấy niềm an ủi trong tình yêu của Ngài. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin hãy để ánh sáng từ thiên nhan Chúa đầy lòng thương xót, chữa lành những vết thương bị bỏ rơi và những tội lỗi làm khổ chúng con. Chúa là đấng hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Giờ đây ngâm suy con Chúa trí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần. Cam chịu bao đớn đau nhục hình. Chặng thứ bảy, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Năm lớp 4, con muốn bằng mọi giá trở thành nhân vật chính trong vở kịch của nhà trường vào dịp cuối năm. Con đã làm việc chăm chỉ để lấy được phần đó. Con đã lặp lại lời thoại nhiều lần trước gương. Nhưng giáo viên đã quyết định giao phần đó cho Giovanni. Anh là một đứa trẻ luôn biệt lập với bạn bè. Vào lúc đó, con cảm thấy nhục nhã và tức giận với chính mình, với giáo viên và với Giovanni. Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp. Từ đó, Giovanni cởi mở hơn với cả lớp. Sự thất vọng của con đã được dùng để giúp đỡ một người khác. Sự lựa chọn của giáo viên đã mang lại cơ hội cho người thực sự đang rất cần. Lạy Chúa Giêsu, xin biến con thành công cụ tình yêu của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe tiếng kêu đau khổ của những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, để có thể an ủi họ. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ngã xuống đất như bao người khác. Xin ban cho chúng con sức mạnh để đứng dậy trở lại khi chúng con thậm chí đã chán, không còn muốn đứng dậy nữa. Xin tăng thêm cho chúng con xác tín rằng, trong mệt mỏi và chán nản, chúng con luôn có thể bắt đầu bước đi với Chúa bên cạnh chúng con một lần nữa. Chúa là đứng hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ Maria là suối yêu thương, hãy xin cho con đau đớn cùng người, gây nhiều công phúc trên đường đời. Chặng thứ 8, Đức Chúa Giêsu đứng lại an ủi con thành Jerusalem. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Dân chúng đi theo người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói: Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho thân phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm. Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi. Và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi. Vì cây xanh tươi mà như người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với người. Anh em con đã chơi trò chơi điện tử cả buổi chiều. Khi buổi tối đến, mẹ hỏi chúng con đã làm bài tập chưa? Cả hai chúng con đều trả lời: Rồi mẹ ạ. Con ngay lập tức phóng nhanh về phòng và bắt đầu làm bài, trong khi em con vẫn ngồi xem tivi trên ghế sofa. Hôm sau nó không đi học, giả đau bụng kinh khủng. Về nhà,
con vào phòng em con và chúng con nói về những gì đã xảy ra. Chúng con đã sai khi nói dối mẹ và em con lại còn giả vờ đau bụng nữa chứ. Con bắt nó làm bài tập ngay lập tức, vì vậy con đã giúp em con bắt kịp ngày hôm qua. Sau khi hoàn thành, chúng con dành phần còn lại của buổi chiều để chơi. Sửa sai anh em là một cử chỉ khó nhưng cần thiết. Nó đòi hỏi sự dũng cảm, giản dị và tế nhị. Lạy Chúa Giêsu, đấng làm cho trái tim chúng con đầy ngọt ngào và nhạy cảm, xin cho chúng con có khả năng chăm sóc những người anh em nhỏ bé nhất của mình. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, xin làm cho chúng con trở thành nhân chứng đáng tin cậy về lòng thương xót của Chúa. Xin hãy làm cho lời nói và hành động của chúng con luôn là dấu chỉ chân thành và tình bác ái đối với mỗi người anh em. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sơn lòng. Chặng thứ 9, Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Một năm qua cùng với gia đình, chúng con đã không về thăm ông bà. Bố mẹ con nói rằng điều đó rất nguy hiểm. Chúng con có thể khiến ông bà mình nhiễm coronavirus. Con nhớ ông bà con lắm. Con cũng nhớ những người bạn trong đội bóng chuyền và nhóm hướng đạo của con. Con thường cảm thấy đơn độc. Trường học cũng đã bị đóng cửa. Trước đây đôi khi con không muốn đến trường. Nhưng giờ này con chỉ muốn quay lại lớp học để gặp lại các bạn cùng lớp và thầy cô giáo. Nỗi buồn cô đơn đôi khi trở nên không thể chịu đựng nổi. Chúng ta cảm thấy bị mọi người bỏ rơi. Nụ cười héo hắt trên môi. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta thấy mình bị ngã sụp xuống đất. Lạy Chúa Giêsu ánh sáng ngàn thu, xin hãy chiếu sáng khi con lạc vào những suy nghĩ đen tối nhất và rời xa Ngài. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xưa Chúa đã lên đồi Can Vê như một con chiên hiến tế. Xin soi sáng cho chúng con trong đêm đen này, để chúng con không bị lạc trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ Maria xin hãy giúp con khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành. Trong lòng con chẳng khi nào sơn. Chặng thứ 10, quân giữ lột áo Đức Chúa Giêsu.
chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Thế là ứng nghiệm lời kinh thánh: áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Trên các kệ trong phòng con có rất nhiều búp bê, mỗi con đều khác nhau. Vào mỗi dịp kỷ niệm, con lại nhận được một món quà mới và con rất thích tất cả những người bạn nhỏ của mình. Vào một ngày Chủ nhật, trong lời thông báo vào cuối thánh lễ, cha xứ nói về việc quyên góp đồ chơi cho trẻ em tị nạn đến từ Kosovo. Về nhà, con nhìn những con búp bê của mình và nghĩ, con có thực sự cần chúng không? Với nỗi buồn, con chọn một vài cái, những cái cũ nhất, những cái mà con ít thích nhất. Con chuẩn bị hộp để mang đến nhà thờ vào Chủ nhật tuần sau. Tuy nhiên vào buổi tối, con có cảm giác rằng mình chưa làm đủ. Trước khi con có thể ngủ được, chiếc hộp chứa đầy búp bê và những chiếc kệ đã trống trơn. Loại bỏ những thứ thừa thải làm nhẹ tâm hồn và giải thoát chúng con khỏi sự ích kỷ. Cho đi khiến bạn hạnh phúc hơn là nhận lại. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giữ gìn trái tim con. Xin cho tim con thoát khỏi sự nô lệ của cải vật chất. Xin giúp con có thể cho đi không chỉ những thứ thừa thải, mà còn cả những thứ cần thiết nữa. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, xin thu hẹp khoảng cách giữa chúng con với nhau. Xin cho chúng con quảng đại, chia sẻ những ân sủng quan phòng của Chúa với anh chị em của chúng con. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ Maria trinh khiết phù song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn. Không hề than trách, không ngại ngùng. Chặng thứ 11. Quân giữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu. Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần, đưa giấm cho người uống và nói: nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Vào ngày lễ Giáng sinh, cùng với nhóm hướng đạo sinh, chúng con đến Roma để cùng với các nữ tu bác ái thừa sai phân phát bữa trưa cho những người nghèo khó, nên phải bỏ ngày nghỉ cùng gia đình. Trên đường đến đó bằng xe lửa, con nghĩ về tất cả những thứ con sẽ bỏ lỡ. Bánh cappellati do đích thân bà Maria làm, trò chơi lô tô, trò chơi ô chữ, những món quà bị vứt bỏ trước bếp lửa. Trở về, con nghĩ đến khuôn mặt của những người con đã phục vụ, nụ cười và câu chuyện của họ. Ý nghĩ về việc đã mang đến cho những người đó một khoảnh khắc thanh thản đã làm cho mùa Giáng sinh đó không thể nào quên. Dâng mình và phục vụ mình bằng tình yêu thương và lời dạy mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trên thập tự giá.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi niềm kiêu hãnh và những định kiến của chúng con, để trái tim chúng con rộng mở với người khác. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân sủng để không bị đóng đinh vào tội lỗi của chúng con, nhưng xin giúp chúng con nhìn thấy trong tất cả những yếu đuối của chúng con một khả năng mới, để sức mạnh của thập giá ban sự sống và hy vọng của Chúa chiếu sáng những lỗi lầm của chúng con. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cá sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách không ngại ngùng. Chặng thứ 12, Đức Chúa Giêsu xin thề trên thánh giá. Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Bây giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Cách đây một thời gian ngắn, sau khi giải quyết xong các bài tập trong lớp, con đã viết một bài báo về tình trạng trẻ em là nạn nhân của mafia. Con tự hỏi, làm sao những việc khủng khiếp như thế lại có thể xảy ra được? Có đúng không khi tha thứ cho những điều này? Và liệu con có thể làm được không? Qua cái chết trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã ban cho mọi người ơn cứu rỗi. Ngài không đến để kêu gọi những người công chính, nhưng để kêu gọi những tội nhân có lòng khiêm nhường và can đảm hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con sức mạnh để tha thứ. Người đã nói, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đấng đã chết trên thập tự giá vì chúng con, để Cha ban chính mình cho chúng con như hy tế muôn đời và chung cuộc, xin đón nhận cuộc đời của chúng con đang bám víu vào Chúa. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lòng con nhớ luôn ơn Chúa cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn, cho dù đau đớn không hề rơi. Chặng thứ 13, tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ. Chúng con kinh lạy và ngợi khen Chúa Kitô,
vì Chúa đã dùng rất thanh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Giuse và cũng là môn đệ Đức Giêsu. Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giêsu. Bấy giờ, tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông. Những người trông giống như các phi hành gia, mặc áo bảo hộ che kín người, đeo găng tay, khẩu trang và kính che mặt, bước ra khỏi xe cấp cứu và đưa ông của con đã khó thở trong vài ngày ra xe. Đó là lần cuối cùng con nhìn thấy ông nội của mình. Ông đã mất vài ngày sau đó trong bệnh viện. Con đoán ông cũng phải chịu đựng sự cô đơn. Con không thể gần gũi với ông con, nói lời chia tay và là một niềm an ủi cho ông con. Con cầu nguyện cho ông con mỗi ngày, để con có thể đồng hành cùng ông trong chuyến hành trình cuối cùng trên trần thế này. Chúng con cảm ơn Chúa, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con sức mạnh của hy vọng nhờ cái chết của Chúa trên thập tự giá. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Chúa là Cha nhân lành, xin ban cho chúng con cảm thấy Chúa gần gũi với chúng con như một sự hiện diện đầy an ủi và hòa giải cho đến giây phút. Nhờ ơn quan phòng của Chúa, Chúa sẽ kêu gọi chúng con nên một với Ngài. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lòng con ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài. Vui lòng khi chết đi vì Người. Chặng thứ 14. Tán xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá. Chúng con kinh lấy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng rất thanh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Khi đã nhận thi hài, ông Giuse lấy tấm vải gai sạch mà lệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mộ rồi ra về. Lạy Chúa Giêsu, con tên là Sera, con 12 tuổi và con muốn cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa đã dạy con làm điều tốt. Nhân danh tình yêu của Chúa, Chúa đã dạy con vượt qua mọi đau khổ bằng cách phó thác bản thân mình cho Chúa, yêu người như anh em của mình, ngã và đứng dậy để phục vụ người khác, để thoát khỏi những định kiến, để nhận ra điều cần thiết và trên hết là kết hiệp cuộc sống của con với Chúa mỗi ngày. Hôm nay, nhờ cử chỉ yêu thương vô bờ bến của Chúa, con biết rằng cái chết không phải là dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con đừng bỏ ngang lời cầu nguyện khi cảm thấy lòng nặng trĩu trước phiến đá của ngôi mộ của Chúa. Đức Thánh Cha dâng lời nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân lành, trên đường đời khi chúng con thấy những vấn nạn khó khăn, xin ban cho chúng con niềm hy vọng phục sinh từ cuộc vượt qua của Chúa, nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kìa khi chúng con sau phút lâm chung, cúi xin Chúa thương ban phước linh hồn. Thiên đàng vinh phước muôn ngàn chung. Lời nguyện cuối cùng. Lạy Chúa là Cha nhân lành, năm nay chúng con cũng đã tưởng niệm đàn thánh giá của con Chúa là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Và chúng con đã làm điều đó với tiếng nói và lời cầu nguyện của những đứa trẻ, những người mà chính Chúa đã chỉ ra như một tấm gương để bước vào vương quốc của Người. Xin giúp chúng con trở nên giống như các trẻ thơ, nhỏ bé, cần mọi thứ và mở lòng đón nhận cuộc sống. Xin cho chúng con lấy lại sự trong sáng của ánh mắt và trái tim. Chúng con xin Chúa chúc phúc và bảo vệ mọi trẻ em trên thế giới, để chúng càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, sống trong ân sủng, hiểu biết và làm theo những dự án tốt đẹp mà Chúa đã thiết kế cho mỗi đứa trẻ. Xin hãy chúc phúc cho các bậc cha mẹ và những người cộng tác với họ trong việc giáo dục những đứa trẻ này của Chúa, để họ luôn cảm thấy hợp nhất với Chúa trong việc trao ban sự sống và tình yêu thương. Nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. Sau khi Đức Thánh Cha nói vài lời, Ngài ban phép lành cho những người hiện diện và cả những ai theo dõi qua các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha nói: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy chúc tụng danh Chúa bây giờ và luôn mãi. Ơn phù trợ chúng con ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Sau khi Đức Giáo Hoàng đọc lời chúc bình an, buổi đi đàn thánh giá đã kết thúc trong im lặng theo như truyền thống phụng vụ của giáo hội trong ngày thứ 5 và thứ 6 tuần thánh. Chúng tôi cũng xin được chấm dứt chương trình nơi đây.